bây giờ người ta đã chế được những chiếc máy bay không lực mà nhanh hơn tốc độ âm thanh, nhưng mà chưa thể nào là tốc độ ánh sáng được. Albert Einstein là nhà khoa học nổi tiếng trên thế giới, hàng đầu thế giới, nói nếu anh chế được một cái phương tiện nào mà bay được bằng tốc độ ánh sáng thì tôi có thể nhìn thấy được quá khứ, tương lai và hiện tại. Bạn thấy không? Có ai dám cùng vào đó gì không? Bây giờ bạn nữ, bạn ra đường nào, giờ đi học về đường nào, ra hỏi cửa trường cái đó, hỏi người ta cái đó, đừng ngồi dùng cái này. Có một đứa này, bạn nữ là gì bạn biết không? À, không phải, cái xe, ở mình nhìn anh thằng á, là nó bốc bằng kia. Nhưng mà mấy ông đó có biểu là sao? Cuối cùng nha, mấy ông đó là không biết là cuối cùng đâu. Có gì mà họ ra đừng có la nha. Này không có cứu bạn đâu. Vậy thì đang gì trong liên thông với phương của thị trường và thị trường vũ đốc với nhau, và nó có dạng hình xin như thế này. Cái ông Maxwell không có biểu gì mà tốc độ ánh sáng và tốc độ cực nhanh. Đồng nguyên ra đây, còn nguyên ra là km đi, thì nó vẫn là 240 hệ nhớ nó không làm. Không sai là nó mấy trăm ngàn cây số trên giờ tốc độ ánh sáng. Hiện nay chưa có một cái phương tiện nào mà một cái chiếc máy bay hay là một cái vật chất nào có thể chạy nhanh với tốc độ đó được. Không ai chế được nữa. Vậy thì bây giờ để dễ nhớ là Maxwell là người phát biểu là sống có tính ánh sáng có tính chất sống. Thì tính chất sống là sao? Đang gì trong không gian với cái là sao? Từ nhiều điều gốc vào cái dạng hành xuyên với tốc độ là tốc độ sáng, nhớ được đó được. Thì tại sao nó gì thôi? Cái này là chứng minh coi là mình không đọc cũng hiểu vậy để cho mấy ông mấy hành lý á, nào cái này. Rồi thì cái tính chất mà sống á, sau đó sau khi Maxwell phát biểu đó là liên quan, thì sau này có hai cái hiện tượng mà từ tính chất sống mà người ta đã ứng dụng được từ tính chất sống là hiện tượng nhiễu xạ và hiện tượng giao thoa. Thì cái hiện tượng nhiễu xạ này nó đã đầu thể quen bởi ông mắt quan lao. Bạn thấy cái thằng nào, thằng cha nào mà có điểm mắt đầu tiên, còn đó là người gì? Gót là người gì? Đức. Bạn thấy nè, Maxwell nè, đúng không? Mắt lăng nè, rồi mắt quan lao nè, chứ không rồi bạn nhớ là ăn ghen thì người ăn đúng không? Mắt là mắt mà đọc chiếc mắt đây đi, mắt cái mắt là người gì? Người Đức. Bạn thấy gì mà có mắt mắt chúng ta Đức à, Đức bệt à, cái đuôi nó là chữ bệt là Đức không à, hoặc là cái họ đầu nó là mắt Đức không. Thì bạn thấy này, cái hiện tượng nhiễu xạ này sử dụng để làm cái gì? Từ cái chất sống, cái ông mắt bên lao người Đức này ông mới cho ra cái ngành gọi là cái ngành tinh nhiễu xạ gì. Bây giờ thiết kế cái bộ phận, cái máy này ở Việt Nam chúng ta có không? Không. Cái máy này nó khoảng 1 triệu đô la. Thì này có. Thì giờ ở Việt Nam, ở châu Á chỉ có Nhật, Hàn Quốc với lại Singapore có cái máy này. Bây giờ máy này ý nghĩa nó làm gì? Trong ngành khoa học nghe nó sử dụng, nhưng mà trong ngành khoa học nó làm gì? Người ta mới có cái đèn, người ta chiếu phóng xạ điện từ trong dùng TX, năng lượng rất là lớn. Giả sử bạn tổng hợp được một cái tinh thể nào đó, nó tinh khiết. Bây giờ vấn đề đặt ra, cấu trúc của cái tinh thể này như thế nào? Cấu trúc không gian. Vậy thì ở trên đây nó sẽ nó có những cái tiếp để chiếu qua cái màn trì nè, thì bạn thấy nó đi qua cái tinh thể này, nó sẽ hình ảnh của cái tinh thể này. Thì theo carbon với hydro thì liên kết như thế nào mà những cái hình ảnh của tinh thể nó sẽ được chiếu xạ ra đây khác nhau, nó chiếu xạ ra đây khác nhau. Dựa vào cái kết quả này nè, người ta mới biện luận được thôi. Giả sử như là siêu kim cương chẳng hạn, tinh thể kim cương, bạn nhớ tinh thể kim cương mà nó hình lập phương chẳng hạn. Hình kim tự tháp thì sao? Thì người ta sẽ biết là carbon với hydro này liên kết một góc bao nhiêu độ, hết không biết, và sự sắp đặt của carbon hydro và những thứ khác, em còn muối ăn cái ngàn tinh thể của bạn còn chiếu thì sự liên kết phải là như thế nào? Thì mà em cũng biết, thì một trong những ứng dụng khủng khiếp nhất của việc này đó là lĩnh vực nhiễu xạ TX. Thì cái người mà làm nhãn quen chúng ta hôm nay thì cái kỹ thuật này ứng dụng để xác định cấu trúc vật chất gì mà không gian, cấu trúc tinh thể gì mà không gian, thì rất là ứng ý nghĩa trong cái lĩnh vực hóa học của bạn lớn lắm. Thì cái ông này là ông phát minh cái cơ chế thì ông đầu giải Nobel năm 1914. Sau đó thì hai anh em nhà Rapp, hai anh này thì người Mỹ là học trò ông, hai anh này là học trò của ông này, là cái ông này là ông đưa ra cái cơ sở lý thuyết hay là nguyên lý của cái máy còn hai ông này là ứng dụng cái đó để làm gì? Ông giải thích rất là nhiều cấu trúc khoa học trong tự nhiên của các chất,
trong ngành y khoa, trong ngành dược khoa và trong những lĩnh vực hóa học hay hóa hữu cơ khác. Và hai ông này cũng đoạt giải Nobel năm 1915. Và cái điều mà khủng khiếp nhất ở hai ông này là gì? Cái ông em á, ông em mà biết nhiêu tuổi không? Lúc đoạt giải Nobel nhiêu tuổi không? 25 tuổi. Đây là cái người đoạt giải Nobel trẻ nhất trong lịch sử, tới bây giờ vẫn lại trong lịch sử vậy. À, hai anh em nhà rap. Ai hỏi bạn là ai trẻ nhất trong lịch sử giờ Nobel về vật lý á, với khoa học đó nha. Còn vật lý á thì nói vật lý mà hiện đại đó thì là ông Rapp. Mà ông em á là mới 25 tuổi. Như thầy đã nói rồi, bạn học gì cái này là nó khoảng hai mấy giải Nobel đó, thầy nói thiệt mà, không nói chơi đâu. Rồi, cái hiện tượng thứ hai là do ho, thì cái này nó ứng dụng trong cái truyền thông là nhiều thôi, chúng ta sẽ bỏ qua. Cái nào dễ thì ta học. Rồi, cái thứ hai, một cái tính chất thứ hai mà bạn phải nhớ. Thầy ra bạn đã học ở phổ thông rồi đó, bạn đã quên. Quên là một thứ hai, hồi xưa học lớp 1, 12 mà nói cái này biết gì không mà rất là khó hiểu. Nó chỉ trên trời mà. Mà sau này mà học có ứng dụng thì các bạn thấy là nó phù hợp. Tiếp tục một cái ông nữa cũng mắc nhưng mà không phải Maxwell mà mắc Planck, rất là nổi tiếng. Mắc Planck giống như là đàn anh đỡ đầu của Einstein đó mắc Planck. Có rất là nhiều câu chuyện về Einstein với mắc Planck, nếu bạn đọc bạn thấy rất hay. Thì ông mắc Planck này ông nói là đúng, Maxwell nói đúng là ánh sáng có tính chất sống đúng, nhưng mà tôi bổ sung thêm ánh sáng có tính chất gì? Ánh sáng là bao gồm những khu thông sáng mang năng lượng, đó là lý do mà sao mình đi nắng 12 giờ này bắt đầu có sao nè, nó khó chịu, nó ảnh hưởng tới tế bào da chúng ta. Vì sao ông nói là nó là những hạt mang năng lượng đúng không ạ? À, mỗi cái hạt này nè, ông đặt tên là photon, những hạt đó đặt là photon sáng, mà mỗi photon sáng cái năng lượng nó mang nó sẽ bằng công thức này h c lambda, lambda h là hàm số 5. Là ông đặt theo cái người ta đặt lưng theo cái tên mà ông nói người ta tự nhớ. Tại vì mắc lăng và kẻ đô ban năm ngàn chồng đến năm bây giờ thì quên mắc lăng. Thì với cái công trình về thiết lượng tử ánh sáng này, đây là cái nền tảng thiết lượng tử ánh sáng, bạn có nghe cái từ thiết lượng tử ánh sáng không? Thì là mắc lăng là cái người đặt nền tảng cho thiết lượng tử ánh sáng với công trình này. Hãy nhớ này, ánh sáng ngoài tính chất sống nó có tính chất hạt, nó bao gồm những photon sáng mang năng lượng được xác định theo phương trình của Planck. Năng lượng nó sẽ E bằng hc chia lambda, h là hằng số Planck, c là tốc độ ánh sáng và lambda là bước sóng. Bây giờ chúng ta hãy nhìn thử với công thức này, ông minh họa đi. Rõ ràng là trong ánh sáng nó chất sống, nhưng mà theo Maxwell nói, nhưng mà những cái trong ánh sáng này nó có mang gì? Năng lượng, những cái hạt của trong sáng năng lượng. Như vậy thì bạn nhìn vô biểu thức này, bạn hãy trả lời thầy lên. Nếu lambda mà càng lớn thì sao? Năng lượng càng nhỏ. Thì lambda càng lớn là thuộc khu vực nào? Hồi nãy Maxwell đã phân vùng bao nhiêu vùng? 7 vùng. Cái vùng mà sóng dài tức là radio, là liên quan đến mình nghe gì radio, mình nghe điện thoại, vân vân, nhiều thứ, sóng vô tuyến vân vân. Vậy thì với lambda là độ dài sóng, c là tốc độ ánh sáng thì trong không gian, trong thiên không, rồi h là hằng số Planck, nó tính theo là 663 nhân mũ trừ 34 trừ nhân dây. Thì tại sao nó công thức này? Thì thôi đừng có tìm hiểu làm gì, tìm hiểu gì mất công tẩu quả nhập ma. Bạn bây giờ bạn lên mạng bạn lấy nguyên cái bài của Mắc Lăng về thiết bị lửa sáng nghe coi chưa? Ở đây có bạn nào mất ngủ không? Một cái liệu pháp chỉ mất ngủ rất hay. Bạn muốn bạn mất ngủ không? Bạn phải đọc cuốn sách nào mà đọc không hiểu gì hết á. Bạn cứ đọc là bạn đi ngủ. Thì một trong những cuốn sách đó là bạn lấy thì bạn đọc chắc chắn bạn hiểu. Bạn sẽ ngủ rất là ngon. Bởi vì sao? Đọc mà không hiểu là cái lúc đó là sao? Giống như là mình những cái tế bào neuron của mình nó đang thì sao thư giãn chứ không cần suy nghĩ chứ đọc không hiểu thì mình chỉ làm gì đúng không, thì tế bào nó sẽ ngủ rất là ngon vô cơ ngủ rất là ngon. Vì thế giới như này, lambda mà càng lớn thì năng lượng càng nhỏ, ngược lại lambda càng ngắn thì năng lượng sẽ càng lớn. Vì thì một cái nữa mình phải tìm hiểu ngoài tính chất sóng hạt thì mình phải tìm hiểu về cái đàn lượng đặc trưng để mà đo lường được cái vấn đề về cái ánh sáng. Vậy thì bạn mới nhớ được những cái đơn vị này. Ngày xưa người ta dùng đơn vị là ăn trong. Ăn trong chúng ta có nghe không à? Chúng ta học sinh lý được có nghe là có khi là cái đường kính bao nhiêu ăn trong có đúng không? Thì một ăn trong nó sẽ là 10 mũ trừ 10 mét. Nhưng mà một nanomet là 10 mũ trừ 9 mét. Nghĩa là nanomet nó sẽ sao? Dài hơn ăn trong chút xíu. Nhưng mà là một cái con số rất là nhỏ khủng khiếp. Vì hiện người ta định nghĩa là bước sóng nó chính là khoảng cách giữa hai làn dao động cùng khoa.
như thế nào là ai làm giao động vùng ba? Đây hãy nhìn mình nè, thì thầy nói từ đây qua đây bởi ánh sáng thì trong thiên không giới phương là thì dư thì dưỡng gốc và theo hình xin như thế này. Vì người ta mới hỏi là bước sống là tính sao, người ta nói bước sống là khoảng cách giữa hai làm giao động vùng ba. Vì thầy tính từ đây đến đây không? Không, mà nó phải từ đâu? Đây qua đây hai làm giao động vùng ba, được chưa? Thì gọi là bước sống tính bằng narrowman nha, nhớ được. Thầy ngoài ra người ta còn có số sống sau này, bởi vì khi mà tính bằng dài quá không lẽ nói là mấy ngàn nanomet thì không được, người ta chuyển sang số sống. Số sống là số lần dao động trên 1 cm, gọi là đơn vị cũng là cm trừ 1. Thì cái này áp dụng cho cái phổ hồng ngoại và bữa phổ hồng ngoại mới sẽ được học ha. À, thì là số sống, đơn vị là số sống. Còn nếu phổ uvis tức là tử ngoại khai kiến thì chúng ta dùng cái đơn vị là nanomet, nhớ như này. Rồi đây là nhắc lại cái phong dụng của sóng điện từ mà hồi xưa mắc lăng xin lỗi Maxwell và Dewey. Đây, bạn thấy người ta dễ không? Radio nè, thấy không? Từ cái xúc xích là trong cái lò máy quay nè, đúng không? Rồi bây giờ TX sử dụng trong y học là dùng trong cái nghiên cứu vũ trụ và là nghiên cứu bom đó. À. Rồi thấy đây, người ta đang minh họa cái này sao? Bước sóng này sao? Dài, càng về sau nó sao? Ngắn lại. Thì tương ứng nếu mà bước sóng đó ngắn lại thì năng lượng nó sao bạn? Tăng lên. Đây nè, đây là cũng dễ. À, bước sống là càng ngắn thì năng lượng sao càng tăng. Vậy chúng ta sẽ thử một loại nha. Đây, để mà tác động bạn cung cấp một cái năng lượng mà đấu nhiều UV này, dùng tử ngoại này, là khoảng là vài trăm kilo calor trên mol, thì bạn sẽ tác động được cái dùng tử ngoại này, nó tác động được cái và bước là học chút xíu học sẽ thấy nếu mà bạn chiếu bức xạ điện từ trong dùng tử ngoại lên vật chất thì nó phải tác động lên đâu này, nó sẽ tác động lên cái electron có trong cái cấu trúc đó luôn. Đó là lý do mà dùng tử ngoại nó sao bạn là có thể gây ung thư là như vậy. Bạn thấy kìa chỗ này nó sẽ tác động lên các electron của nó luôn, nó làm rối loạn quá trình nhân bản đó, nên nó sẽ rất là nguy hiểm. Thì bạn đây là một cái slide để người ta cho bạn thấy là cái biểu thức của lăng, hãy nhớ như thầy, khi mà lăng đang càng ngắn thì năng lượng sao càng lớn, đó là cái quan trọng phải nhớ. Đây tử ngoại gặp là 200 đến 400, dùng đại kiến là 400 đến 800, vừa qua dùng hồng ngoại này đến bằng số sống là số lần dao động trên 1 cm, còn tử ngoại xe là từ 50 đến 200 để dùng này. Tuy nhiên ngành điện chúng ta ít xài dùng này, mà ngành điện chúng ta xài dùng này. Rồi có mấy khái niệm mới mà chúng ta phải quan tâm là bức xạ đa sắc và đường sắc. Các dạng bức xạ điện từ nãy giờ kể thì có bức sóng biến đổi khác nhau, bức sóng khác nhau biến đổi dùng dùng phổ điện từ đó người ta gọi là bức xạ đa sắc. Nghe bức xạ đa sắc là tập hợp những cái bức xạ điện từ mà có bức sóng thay đổi thì gọi là bức xạ đa sắc. Và muốn có bức xạ đơn sắc thì sao? Vì cái ánh sáng trắng mà chúng ta này, chúng ta nói ánh sáng thường chúng ta đang nhìn thấy nè, theo bạn đây là bức xạ gì đây? Đa sắc, đúng rồi. Hiện nay trong ánh sáng thì lẫn lộn rất là nhiều loại bức xạ khác nhau. Có khi là dùng UV, một ít UV có, vis có, một ít dùng hồng ngoại có. Nhưng mà bây giờ bằng cái lăng kính, một cái dụng cụ là lăng kính hoặc cách tử, người ta có thể sao tách bức xạ đa sắc thành những bức xạ đơn sắc. Bức xạ đơn sắc là bức xạ sao? Là bức xạ mà có gì? Là tập hợp những bức xạ mà có cùng bước sóng và có một loại, tức là cùng bước sóng và mang một loại photon mang năng lượng giống nhau. Thì hãy nhớ cái khái niệm bức xạ đơn sắc với đa sắc này, phải nhớ như này, bởi vì có đi thi. Đây là hình ảnh của một cái bức xạ, một cái hình ảnh là lăng kính. Đây là người ta gọi là lăng kính, frame là lăng kính. Ở đây là cách thử. Thì trong cái máy giờ bữa chúng ta học, chúng ta đi đo UVis trên cái máy qua hộ UVis, cái máy mà hãy nói 300 triệu á. Một lời chia sẻ luôn, như đã nói rồi, chuẩn độ đi tích đi học thực tập, lỡ có bể bình định mất thì nhiêu tiền? 200 mấy ngàn, đúng không? Nếu mà của Đức, đúng không? Còn học quán tích 2, cái bộ phận mà rẻ nhất là cái cặp cuvet để đo quang nè, cái cặp đó khoảng 3 triệu. Tuy nhiên ngày xưa thì cổ bể một cái đền một cặp, bởi vì quang lộ của hai cuvet này phải giống nhau. Bây giờ mấy cái hãng nó chế quang lộ sao giống nhau rồi, bể cái là cái, nghĩa là 1,5 triệu đầu heo mà. Tuy nhiên người ta sẽ tập huấn các bạn rất kỹ trước khi xài, yêu cầu là đi học là phải nhớ như thế, phải theo hướng dẫn. Còn cái điện cực để đo pH trong bài điện hóa đó,
Mà biết nhiêu tiền không?